con thì mình cứ tập đoàn nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa kịp. Rất là giật đấy ạ. Về nguyên lý thì tất cả cái cáp dù mấy giây thì vẫn là cáp chuyển động, còn cái cabin này đứng tại chỗ này. Cáp cũng lối được ạ. Có ví dụ này thành một chân to này cùng 10 chỉ con thì chỗ này là chỉ lối một xe tối với nhau ấy, kẹp với nhau dây nó vẫn thẳng như này nhưng mặt chân nó lối lại và qua đây nè. Cây thì rất cằn cỗi, khí hậu đây là cây rất phát triển rồi ạ, cây phát triển rất kém kìa. Thế là khi họ thi công kéo bằng cầu thang rồi, cầu thang thả qua những đây. Đầu gắn cố định 3 giây hết. Vâng, không phải chạy 1 giây đâu. Nó chạy là chạy ở cái cabin này, dưới nó chạy vòng quanh tròn này, nó kéo đi. Nó như kiểu có một xích nó kéo đi. Sao vào đây bóng người ta đi chắc vứt xuống thế nào đấy, vứt thế nào thò được ra vứt. Hay là tuyết không bạn nhé, đẹp quá, có lấy được bay không? Đi nóc nhà của khu vực đâu mà đồ tính lệch giữa cao nhất còn tí nhất, nhưng còn cái dãy núi Hoàng Liên Sơn này kéo dài sang từ Hoàng Hôn đến thứ nhất là đỉnh cao nhất là hơn 6.000. Chẳng ta lắm ngô nhỉ. Đây 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 thằng này. Đây 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 Sơn đang nghỉ như là